Chào các bạn học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thí điểm cùng nhau giải đề thi học kỳ 1 năm học 2020-2021. Rồi, đây là cái bài nghe có trong sách học sinh nha. Rồi. Rồi, chúng ta xuống cái bài phát âm. À, chúng ta có ở quê đọc là chữ A, đọc là ở. Fisherman đọc là ở luôn. Neighbor đọc là ở luôn, và bird đọc là ở. Vậy chúng ta sẽ khoan vào câu D. Câu số 2, câu số 10 này. Phát âm s s. Nhắc lại một chút. Phát âm s s có 3 cách. Nè, phát âm s và s 3 cách. Cách thứ nhất các bạn sẽ đọc là các bạn sẽ đọc là s đối với những trường hợp là phải, phòng, khi, tối. Đọc là it đối với xe sh của chị Sương, grxe. Lại các bạn sẽ đọc là giờ. Vậy ở đây chúng ta có ruler giờ, notebook giờ, pencil giờ, eraser giờ. Vậy chúng ta sẽ khoan vào câu B. Rồi chúng ta xuống bài dưới. What time do you have a breakfast every day? Ở đây là hiện tại đơn các bạn. Hiện tại đơn. Đây là thì hiện tại đơn. Vậy thì làm sao? Thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Phải có do đơ để ở đây, và you thì nó phải đi với do. Và đây là một động từ nguyên mẫu, đó là have. Vậy chúng ta sẽ khoan câu A. Rồi câu số 12, cái tủ chén thì như thế nào? Và như thế nào với cửa sổ? Thứ nhất, bên này có chu thì chắc chắn chúng ta phải xài next rồi, next chu. Có hai câu A với B là next. Và a corner thì chúng ta sẽ xài at the corner, in the corner, ở trong cái góc, in the corner and next to the window. Khoan câu B nha. Rồi qua câu tiếp theo, đó là câu 13. Câu 13 là tìm từ đồng nghĩa. Closest là đồng nghĩa. Khi các bạn đọc đề thấy như thế này có nghĩa là tìm từ đồng nghĩa nhá. Và quiet là yên tĩnh. Yên tĩnh thì nó bằng với từ thanh bình, nó bằng với peaceful. Noisy là ồn ào. Comfortable là thoải mái. Crowded là đông đúc. Chúng ta không xài cái này được. Rồi xuống câu tiếp theo, đó là các bạn đọc đề các bạn thấy từ opposite có nghĩa là tìm từ trái nghĩa. Tìm từ trái nghĩa nha. Tìm từ trái nghĩa. Opposite in meaning. Rồi modern là hiện đại. Ngôi nhà ở khu vực này thì hiện đại hơn khu vực kia. Cái từ hiện đại nó trái nghĩa với cái từ nào? Historic là cổ kính này, cổ kính. Convenient là tiện lợi này. Rồi exciting là thú vị này. Rồi beautiful là đẹp này. Trái nghĩa của hiện đại là cổ kính. Chúng ta khoan câu A. Ở xuống bài số 15. Nhà của Minh thì sao? Là một ngôi nhà ở thị trấn, ở thành phố rất nhỏ, dễ thương. Bây giờ chúng ta coi này. Minh's house is a lovely grey small townhouse. Bây giờ này. Bây giờ các bạn nhớ grey đứng sau small. Small gray giống như tóc dài đen, các bạn sẽ nói gì? Long black hair chẳng hạn. Kích thước trước và màu sắc sau, trật tự của tính từ nha. Kích thước mới tới màu sắc, và ở đây sẽ là small gray. Tiếp theo câu số 16, tôi thích những hoạt động bên trong, ví dụ như là walking, camping, riding a bike. Vậy cái nào bị sai? I like indoor activity. Những cái này đâu phải là indoor, những cái này là outdoor chứ không phải indoor. Outdoor activity. Rồi chúng ta xuống bài dưới và bài đọc. Bài đọc nói về hai con sông ở Việt Nam. Rồi chúng ta cùng làm bài này. There are two long rivers in Vietnam. The Red River is 1,200 kilometers. Mister, tức là này, có hai con sông ở Việt Nam, con sông dài ở Việt Nam, long là dài này.
Sông Hồng, Red River là sông Hồng nha. Sông Hồng chứ không phải sông đỏ đâu. Sông Hồng đó. Dài 1.200 km, ở đây sẽ là long, là dài. Chúng ta khoan vào đây. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc và đổ về vịnh Hà Bắc Bộ. Ok. Rồi, sông Mê Công thì dài hơn sông Hồng. The Mekong River is longer than the Red River. It starts in Tibet and flow. Flow này tiếng là đổ, là chảy nè. Cái này dịch là chảy. Chảy về Biển Đông. The Nin River is tức là sông Nin. Nói tới sông Nin, sông Nin là sông mà dài nhất trên thế giới. Và ở đây sẽ là the longest river in the world. The longest. Câu này chọn the longest river in the world. It's 6,000. Nó dài 6.437, đọc như sau: 6,437 km long. It begin in North Africa. Nó bắt nguồn từ phía Bắc Châu Phi and đổ về biển Địa Trung Hải. Ở đây sẽ là chảy, chảy giống như từ flow này này đấy. Chúng ta khoan vào đây vì nó là chủ ngữ số ít. Đỉnh Sa Phan, Phan là đỉnh núi cao nhất ở Việt Nam. It is 3,143 meter high. Nó cao một nó cao 3.143 mét. It belong là nó thuộc về Hoàng Liên Sơn. Hoàng Liên Sơn. Nó thuộc về dãy núi Hoàng Liên Sơn. Ở đây sẽ là Hoàng Liên Sơn màu màu green. Từ từ, cái nào đây ta? Rồi, chúng ta xuống bài dưới này. Đọc bài này và trả lời câu hỏi. I and my family are having a summer trip in Dallas. This is a nice city. The weather is cool in the morning and quite cold at night. I really love this kind of weather. I rent a villa instead of staying in a hotel. It's a break and a little scary because there are just a few people here. The view, however, is totally wonderful. There is a small garden with roses and even a mimosa tree. I will go back tomorrow. I will miss Dallas so much. Ai có nghĩa là gì? Giật bàn nhé. Tôi và gia đình của tôi đang đi cắm trại, đi nghỉ mát mùa hè ở Đà Lạt. Nó là một thành phố rất đẹp. Thời tiết thì rất là mát mẻ vào buổi sáng và hoàn lạnh vào ban đêm. Tôi thực sự thích thời tiết ở đây. Chúng tôi đã thuê một cái biệt thự thay vì ở trong khách sạn. Nó rất to và có một chút sợ hãi bởi vì chỉ có ít người đây. Tuy nhiên cảnh thì thật là tuyệt vời. Có một cái vườn nhỏ nhỏ với hoa hồng và thậm chí có cả cây mimosa nữa. Tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai. Tôi sẽ nhớ Đà Lạt nhiều lắm. Bây giờ chúng ta cùng làm bài. Thời tiết như thế nào? How is the weather? How is the weather? Hot vào buổi sáng, cold vào ban đêm. Cái này sai nhé. Câu B, lạnh mát mẻ buổi sáng, lạnh ban đêm. Câu này đúng nè. Lạnh vào buổi sáng, nóng vào ban đêm. Sai bét. Nóng vào buổi sáng là sai luôn. Câu B thôi. Câu 22, câu nào not true là không có đúng. Câu nào không đúng. Rồi, gia đình tác giả đang ở khách sạn. Sai này. Tác giả sẽ rời Đà Lạt vào ngày mai. Đúng nè. Author tác giả thích Đà Lạt rất nhiều. Đúng nè. Đà Lạt là một thành phố đẹp. Đúng nè. Câu sai là câu A. Câu 23, tại sao căn biệt thự rất là đáng sợ. Scary là sợ. Sợ hãi. Rồi, tại sao nè. Chúng ta trả lời bởi vì lúc này chúng ta đọc là có ít người đúng không? Bởi vì nó ở trên núi, sai nè. Bởi vì nó quá to, sai nè. Bởi vì thời tiết rất lạnh, sai nè. Bởi vì không có nhiều người sống ở đó, đúng nè. Chúng ta chọn câu D. Rồi câu 24, tác giả thích chuyến đi cô ta không? Tất nhiên là có rồi, yes she does. Con gái, yes she does. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Xuống bài dưới là viết lại câu mà nghĩ không đổi, sử dụng cái từ người ta cho sẵn đây. Can you pass me the dictionary on the table please? Can you pass the dictionary? Bạn có thể, can you pass me the dictionary trên bàn không? Can you pass the dictionary for me on the table đã? On the table for me please. Đó, câu số 2. Tóc của Mary thì dài, xoăn và nó màu vàng nữa. Black hair, long, blonde,
curly hair. Các bạn phải luôn nhớ trật tự của tính từ, trừ kích thước, màu sắc. À, xoăn này, long black curly hair, giống như câu đó bạn cứ nhớ long black curly hair đó. Rồi câu số 3, không có nơi nào trên thế giới mà nóng hơn hoang mạc Sahara, sa mạc Sahara. Vậy đây là cái nơi mà nóng nhất thế giới. Vậy chúng ta sẽ so sánh nhất, hot là tính từ ngắn, thêm s tờ vào gấp đôi chữ tờ, in the world. Cái tiếp theo, tôi không có tivi trong phòng tôi, vậy là không có tivi trong phòng tôi, there is not a television in my room. Rồi, chúng ta xuống bài dưới này, viết một đoạn văn. Viết một đoạn văn tên của, nói về cái một nơi thu hút ở trong quốc gia của bạn sử dụng. Viết cái từ dưới đây, tên của cái điểm này nó ở đâu, nó bao xa, nó như thế nào, con người như thế nào, bạn có thể làm gì ở đó. Rồi chúng ta có thể viết như thế này. Bà mang bà hút lên rồi gì? Bà mang bà hút lên rồi hả? Sao không gọi con? Ông không uống món khác à? Trời ơi, con không biết gì luôn á. Con thấy lạch cạch, con bảo các bà làm gì ngoài. Ui, bọn nó còn đang chờ quyết định thành lập ban, thành lập nhóm. Kêu quyết định chưa có số, nó chưa đi làm. Nó đang ngồi mấy cái ban chỗ có hai con chỗ Sơn á. Chưa chịu đi, tức là làm việc ở nhà online. Có một anh thôi hả?